Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kỳ học tiếng Nhật của anh Sensei. Như vậy là kỳ thi tháng 12 năm 2023 đã kết thúc. Chúng ta sẽ lại tiếp tục những cái nhiệm vụ học tập mới, nhưng mà trước khi bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau xem lại xem đề thi vừa rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm như thế nào và rút ra được những kinh nghiệm gì các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi N1 phần Mojigoi trước này. Các phần khác thì sẽ dần dần chữa sau. Các bạn hãy chịu khó chờ đợi các video trong thời gian tới nhé. Môn đề 1, cách đọc của Hán tự. Câu đầu tiên này. Aru gaka no jinsei no nanani o egaita. Egao mita. Tôi đã xem một bộ phim mà nó khắc họa. Chữ Hán đây là chữ quỹ và chữ tích đúng không? Quỹ tích trong trong toán học mình có cái gọi là quỹ tích đấy nhỉ, tập hợp điểm. Thì chữ này có thể hiểu là con đường đấy, quỹ tích, quỹ đạo, đường đi. Tôi đã xem một bộ phim khắc họa về đường đời của một họa sĩ nọ. Thì chúng ta có chữ quỹ sẽ đọc là ki và chữ tích là seki. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2, kiseki, không phải là kiseki, kyuseki hay là kyuseki. Trong các đáp án còn lại này thì chúng ta có số 3 là từ này tồn tại nhé. Từ này sẽ là chữ cựu và chữ tích. Đây, có nghĩa là di tích lịch sử. Câu số 2. ここに書いてある情報には何々がある。Đây là chữ thiên, đúng không? Đấy, có nghĩa là lệch. Ví dụ như là sự lệch lạc, hên shoku chẳng hạn. Đấy là âm onyomi hoặc là hên, còn âm kun là katayoru. Đúng ở đây sẽ là số 2. Ở trong những cái thông tin mà viết ở đây ấy, thì tôi thấy có cái sự lệch lạc, có cái sự không đúng. Các bạn thấy có từ đầu tiên Hedatari này. Hedatari Hán tự là chữ cách, đúng nhỉ? Số 3 Ayamari thì sẽ tồn tại hai từ nhá. Đó là chữ ngộ có nghĩa là lỗi sai, hoặc là chữ tạ có nghĩa là sự, đây, sự xin lỗi. Kodawari là chữ câu trong từ câu nệ. Tiếp theo chúng ta có câu số 3. Murakami-san no shuucho ni wa samazama na nanani ga fukumarete iru. Ở trong cái khẳng định của ông Murakami ấy, thì nó gì nhỉ? Nó chứa đựng, nó đang hàm chứa rất là nhiều. Hán tự sẽ là mâu và thuẫn. Thì các bạn rất là quen với từ mâu thuẫn rồi, sẽ đọc là mujun đúng không? Như vậy Ichiban sẽ là đáp án chính xác. Các từ còn lại như là muju hay là mijun. Miju này không tồn tại này. Câu số 4. Jijitsu ga nanani sarete tsutawaru. Hán tự là chữ khoa và chữ chương. Chữ khoa thì đọc là chồ rồi, tất cả đều đọc là chồ hết. Nhưng mà chữ, à xin lỗi, chữ chương đọc là chồ. Còn lại chữ khoa đọc như thế nào? Thì câu này sẽ có nhiều bạn sai. Nhiều bạn sẽ dùng trường âm cô, nhưng mà không đúng nha. Chữ này sẽ chỉ có đơn âm thôi, đúng đây phải là ba. Cô trồ có nghĩa là khoa trương, phóng đại, thái quá. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, cái sự thật ấy nó được truyền tải một cách phóng đại, một cách quá lên. Có một nhưng mà lại nói thành 10. Các từ còn lại chúng ta có từ cô trồ này. Cô trồ chúng ta sẽ có chữ gì đấy? Lấy từ vựng của N1, ví dụ từ cao trào. Đây, cao trào nhá. Số 2. Chúng ta có từ ngữ điệu sẽ đọc là gocho. Câu số 5. Kono shokudo de shain zenin no chūshoku o nanani iru. Hán tự đây là chữ hối trong từ hối lộ đúng không nhỉ? Đấy. À, thì âm cưn của chữ này sẽ là makanau. Makanau có hai nghĩa, một là chi trả, trang trải. Hai là cung cấp. Thì câu này nghĩa là ở cái nhà ăn này ấy, nó đang cung cấp bữa trưa cho toàn thể nhân viên. Đúng ở đây sẽ là yonban makanatte. Số 4. Các đáp án còn lại ví dụ furumatte các bạn sẽ cần chữ gì? Các bạn sẽ cần chữ trấn và chữ vũ. Có nghĩa là cư xử này, hành động này. Ninatte sẽ là chữ đảm, gánh vác càng đáng. Số 3. Atsukatte sẽ là chữ thao trong từ
À xin lỗi, không phải chữ thao, đấy là aya, aya chữ t chứ, còn atsukau sẽ là chữ cháp, là đối xử đúng không nhỉ? Đây phải là 4 nhá. Tiếp theo, chúng ta có câu 6, câu cuối cùng trong phần Hán tự. Ở đây là một Hán tự của N2 chữ xuất đúng nhỉ? Sẽ đọc là kê xuất chữ, nhưng mà sẽ có bạn nhầm bởi vì là cái chữ xuất này cũng đọc là đi chữ, chẳng hạn trong trường hợp là xịt sư kiều đi chữ chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp đấy. Hoặc là các cứ đi chữ, nhưng mà riêng trong trường hợp này nó sẽ đọc là sốt chữ, kê sốt chữ đúng, ở đây sẽ là ichi bằng. Kê sốt chữ Hán tự là khinh suất, ở trong tiếng Việt mình cũng dùng, có nghĩa là cái sự thiếu thận trọng, hấp tấp. Hành động khinh suất, hành động thiếu thận trọng ấy, nó đã gì nhỉ, nó đã gây ra cái sự phê bình, cái sự phê phán. Kê sốt chữ là cô đồ ngã hi hao mà nê ta. Ở trong các từ còn lại chúng ta thấy có từ số 4 này, cai đi chữ. Cai đi chữ là giới luật nhá. Thì như vậy là cái phần Hán tự thì cũng không quá khó. Câu 6 là kanji của N2, câu 5 N1, câu 4 là kanji N1, chữ khoa N1 này, câu 3 mâu thuẫn kanji N1, câu 2 chữ thiên N1, câu 1 chữ quỹ tích đều là N1. Rồi, như vậy là cũng tương xứng với trình độ N1 đúng không? Nhưng mà không có từ nào quá khó so với lại những năm trước. Tiếp theo, môn đề 2. Môn đề 2 là môn đề tương đối khó với các bạn. Chúng ta cùng xem môn đề 2 nhé. Môn đề từ vựng. Câu 7. Sono chimu wa memon chimu ga ta su sutsujo suru naka de hatsu sutsujo de yusho toyu nanani wo nashi togeta. Các bạn theo dõi cái đội đó ấy. Đấy, đội đó nha, họ đã nashi togeta, họ đã đạt được đúng không, họ đã đạt được một cái gì đó, đó là vô địch đúng nhỉ, ở trong cái trận đấu đầu tiên, ở trong lần đầu tiên tham gia tranh đấu đấy, trong số rất là nhiều đội nổi tiếng khác cũng cùng tham gia, thì cái đội này họ đã đạt được một cái gì đó, đó là vô địch. Chúng ta cùng xem cái từ nào phù hợp với bối cảnh nha. Từ đầu tiên chữ Hán là hảo và huống đúng không, đọc là kokyo. Kokyo này có nghĩa là gì nhỉ, đó là tình hình kinh tế tốt đấy, nó dùng cho trường hợp là keiki ga yoi koto ấy, không phù hợp. Câu số 2 Hán tự là chữ hỉ và chữ kịch đúng không, kigeki có nghĩa là hài kịch, không phù hợp này. Số 3 chữ Hán là khoái và cử, kaikyo có nghĩa là gì nhỉ, có nghĩa là thành công rực rỡ, thành tích tuyệt vời. À, rõ ràng là phù hợp với bối cảnh và nghĩa. À, chúng ta sẽ chọn đúng là 3 nhé. Sao bằng là đáp án chính xác. Câu số 4. Hán tự là chữ phồn và chữ vinh, mang nghĩa tương tự phồn vinh trong tiếng Việt luôn. Phồn vinh này nó diễn tả cái sự gì đấy, cái sự thịnh vượng phồn vinh của một xã hội, một đất nước đúng nhỉ, hoặc một gia đình. Không phù hợp với trường hợp là một đội đạt được cái thành tích, nên là chúng ta dùng phù hợp nhất ở đây phải là số 3 nhé các bạn nhé. Hint tội là hai cái chỗ bôi vàng này, Yusho với lại Nasitogeta. Tiếp theo câu số 8. Leader no musekinin na hatsugen ga konda o sara ni nanya ni suru koto ni natta. Cái phát ngôn thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm của lãnh đạo, nó đã làm sao, nó đã làm cho cái sự hỗn loạn đúng nhỉ, nó đã cái gì đó, cái sự hỗn loạn càng thêm trầm trọng. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên Hán tự là chữ chợ và chữ trường. Chợ trường đọc là gì, jocho. Từ này có nghĩa là thúc đẩy hoặc là kích động một cái tình trạng nào đó, có thể là tốt hoặc xấu. Ví dụ như là cô điêu jocho suru có nghĩa là thúc đẩy giao lưu, nhưng mà bô điếc hay là y hăng cô y chẳng hạn thì kiểu như là xúi giục đúng nhỉ, làm trầm trọng những cái sự bạo loạn hay là hành vi vi phạm. Vậy ở đây chúng ta thấy đằng trước nó có hint tội là côn đam, khả năng cao sẽ là số 1 sẽ là đáp án đúng. Chúng ta cùng xem tiếp mà số 2, số 3, số 4 như thế nào. Số 2 đây là chữ gì các bạn nhỉ? Số 2 ở đây là chữ khuếch và chữ sung. Đọc là kakuju. Kakuju này có nghĩa là mở rộng hoặc là tăng cường. Chẳng hạn như là dùng như với những từ như là soshiki chẳng hạn. Soshiki kakuju có nghĩa là mở rộng tổ chức, hay là setsubi kakuju đấy, tăng cường cơ sở vật chất nhá. Không phù hợp với trường hợp là konda này. Từ số 3 Hán tự là chữ chủ và chữ đạo. Shodo có nghĩa là
À xin lỗi, pseudo có nghĩa là lãnh đạo hoặc là dẫn đầu. Không đúng này. Số 4 là sai số cự. Nếu mà chọn thì có thể là nhiều bạn sẽ lựa chọn cái câu số 4 này bởi vì các bạn nghĩ hán tự là chữ thôi và chữ xúc, có nghĩa là thôi thúc, thúc giục gì đấy. Nhưng mà cái từ này nó thông thường nó dùng để diễn tả cái việc chúng ta giục một ai đó làm gì. Ví dụ như là giục trả tiền hoặc là giục trả sách, trả đồ chẳng hạn. Đây không phù hợp với từ condan. Đúng nhất đây phải là số 1, đúng nhỉ? Ý chí bằng. Có nghĩa là cái phát ngôn vô trách nhiệm ấy, nó đã gì đây nhỉ? Nó đã kích động hơn nữa cái tình trạng hỗn loạn. Vốn đã hỗn loạn rồi và có thêm cái phát ngôn vô trách nhiệm này, tình trạng hỗn loạn ngày càng tăng lên thì sẽ là dùng từ này nhé. Câu số 9 này. Dare ka o tasukete ageta kara toite sono bun no nanani o motomete wa ikenai. Mặc dù nói là đã giúp đỡ một ai đó, thế nhưng không được đòi hỏi cái gì đó. À các bạn thấy có cái, rồi xóa cái này đi. Các bạn thấy có này, giúp đỡ một ai đó thì thông thường cái sự đòi hỏi ấy sẽ là liên quan đến gì? Báo đáp đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm một từ mà nghĩa là báo đáp. Từ đầu tiên một này, một đọc là shikaeshi. Shikaeshi. Shikaeshi này có nghĩa là trả thù, trả đũa. Một là một điều xấu để đáp trả lại cái người kia. Nhưng mà đây là giúp đỡ người ta thì không thể nào mà yêu cầu người ta trả đũa được, sai đúng không nhỉ? Số 2 là gì đây? Số 2 là mikaeri. Mikaeri này có nghĩa là báo đáp, đáp trả, giống từ ongaeshi có nghĩa là trả ơn. Có vẻ phù hợp đây này. Mặc dù nói là đã giúp đỡ người khác nhưng mà không được đòi hỏi cái sự hồi đáp đúng không? Cái sự báo đáp. Câu số 3 là henkyaku. Henkyaku có nghĩa là trả lại đúng nhỉ? Trả lại những cái đồ mà mình mượn người ta hoặc là mình gì nhỉ, mình giữ cho người ta. Ví dụ trả sách, rất là hay dùng cho trả sách, không phù hợp. Số 4 là hensai, trả nợ, trả tiền, không phù hợp nhá. Đúng nhất ở đây phải là số 2, mikaeri. Tiếp theo câu số 10, gakunai kara erabareta gakusei tachi niyotte daihyo chimu ga nanyani sareta. Nào, một cái team đúng không, một cái team đại diện, một cái nhóm đại diện ấy đã được làm sao đó từ những cái, bởi những cái sinh viên được chọn trong trường. Thì các bạn thấy có từ chi mự này, chắc chắn là các bạn nhớ cái cụm là chi mự kệt xê đúng không nhỉ? Chi mự kệt xê có nghĩa là cái team hình thành đúng không, cái đội được thành lập nhá. Đúng, đây sẽ là số 3. Từ số 1 này, hán tự là chữ tập và chữ ước, đọc là shuyaku. Shuyaku. Từ shuyaku này có nghĩa là gì nhỉ? Tóm gọn, tập hợp, chẳng hạn như là iken. Iken wo shuyaku suru có nghĩa là tóm gọn, tập hợp cái ý kiến lại, hay là dùng với lại hatsugen, phát ngôn, kể cả kết quả. Đây là chi mự thì không đúng này. Số 2. Số 2 là chữ kết và chữ hợp. Ketsugo. Có thể là sẽ có bạn chọn cái từ ketsugo này, có nghĩa là một bạn dịch là một cái đội được kết hợp theo nghĩa kiểu tiếng Việt ấy. Nhưng mà cái từ ketsugo trong tiếng Nhật thì nó mang nghĩa là liên kết. Chẳng hạn như là dùng trong hóa học chẳng hạn, các liên kết thì dùng từ này. Hoặc là có thể dùng trong từ ketsugo testo. Đấy, bài kiểm tra mà kết hợp các phần lại. Nhưng mà không dùng với chim mự này. Số 4 là ketse. Là gì đây? Ketse có nghĩa là cái sự thành lập, cái sự hình thành một nhóm, một tổ chức. Đúng với lại chim mự. Số 4 là chữ gì nhỉ? Chữ thải và chữ tập đúng không? Sai shu có nghĩa là sưu tập, thu thập, thông thường dùng với lại thực vật hoặc là côn trùng. Đúng đây là 3 nhé. Câu 11. Hikoki ya hotel no yoyaku, kankesha to no nitte chousei nado, shuchou no gì đó wa subete hisho ni makasete iru. Các bạn thấy đây có từ shuchou no. Đấy. Cái gì đó của chuyến công tác, chẳng hạn như là đặt vé máy bay này, đặt phòng khách sạn này, rồi thì điều chỉnh cái lịch trình với lại các bên liên quan. Đấy. Những cái việc này được gọi chung là cái gì của chuyến công tác thì tôi đều giao hết cho thư ký. Chúng ta cùng xem các từ. Từ đầu tiên là
T2. T2 là gì đấy? Là chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị, cái việc chuẩn bị cho chuyến công tác, mình làm trước những cái thứ cần thiết. À, phù hợp. Đúng, đây là một nha. Số 2. Đây là shimatsu. Shimatsu này có thể dùng như một ngữ pháp, có nghĩa là kết cục là, kết quả là một điều không tốt, hoặc là danh từ nó có thể hiểu là cái gì nhỉ? Có thể hiểu là xử lý đấy, hoặc là cái sự tiết kiệm. Số 3 là jisen. À xin lỗi, jisi chứ, thực thi, thực hiện, không đúng. Và số 4 là gì đây? Sebi là cái sự nâng cấp chuẩn bị, chẳng hạn như là chuẩn bị trước ô tô, chuẩn bị trước tài liệu, giấy tờ, vân vân, chứ không phải là gì nhỉ, thực hiện những cái việc làm này nhá. Đúng, đây phải là số 1, T2. Câu số 12. Câu số 12 là một câu dạng từ láy đúng nhỉ? Nyūin sekatsu o shite kenko no taisetsu sa o nanen kanjita. Khi vào viện ấy, khi nhập viện ấy, đấy, kiểu như là sống đời sống trong viện, thì tôi cảm nhận được cái tầm quan trọng của sức khỏe. Ở đây các bạn mà nhìn được hinto là kanjita, các bạn sẽ chọn ngay được đáp án là tsugu đúng nhỉ? Đấy, tsugu kan, tsugu đi với kanjiru có nghĩa là cảm nhận được sâu sắc, cảm thấy thấm thía. Nó là một cụm cố định, nó sẽ khá giống từ shimijimi. Các từ còn lại thì không đúng. Từ meki meki ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nhanh chóng nổi bật, nó đi với những từ diễn tả sự biến đổi nhá. Ví dụ meki meki jotatsu shita có nghĩa là tiến bộ một cách nhanh chóng. Seize là cùng lắm, tối đa. Nhiều nhất là haki haki là hoạt bát, rõ ràng. Nó dùng trong trường hợp là đi với những từ như là kotaeru chẳng hạn. Haki haki kotaeta có nghĩa là trả lời một cách rõ ràng, hay là hanasu nói chuyện một cách rõ ràng. Tiếp theo, câu số 13, câu cuối cùng của chúng ta trong phần từ vựng điền ở trong câu này. Takagi-san nyusha tosho wa hyojo ga katakata ga dandan kinchō ga nane ni kita rashiku egao miseru yō ni natta. Cậu Takagi ấy thì cái lúc mới vào công ty thì hyojo là biểu cảm, biểu cảm của cậu ta rất là cứng, biểu cảm cậu ta rất là đơ đấy. Cậu ta gì đấy, mặt khá là đơ, nhưng mà dần dần cái căng thẳng ấy có vẻ như đá sĩ cự là có vẻ như này, cái căng thẳng nó làm sao đấy mà cậu ta, tôi đã thấy cậu ta mỉm cười đúng không, cậu ta đã cho tôi thấy cái khuôn mặt tươi cười, cậu ta đã tươi hơn. Vậy thì có hiện tượng là kincho, chúng ta sẽ chọn đúng là mấy đây? Đương nhiên phải là số 4, hogureru đúng nhỉ, được giải tỏa, được tháo bỏ đúng nhỉ. Các cái từ này đều có hán tự hết, nhưng mà người ta không viết hán tự để các bạn khó chọn hơn. Ví dụ từ đầu tiên, kasureru, kasurete này, từ này có nghĩa là nhòe hoặc là mờ, nó dùng cho chữ nhá. Đấy, số 2 là hagarete, nó có nghĩa là bong, lột đúng nhỉ, tróc ra, ví dụ dùng cho móng tay hoặc là sơn da chẳng hạn. Số 3, kuzurete, kuzurete đây, chữ này có rất là nhiều nghĩa, từ vựng N2 đúng không, bị sụp đổ, bị vỡ vụn, hay là tiền bị phá lẻ ra thì cũng dùng. Số 4 là hogurete, là chữ giải, nếu mà người ta viết này mọi người sẽ đoán được ngay là căng thẳng được giải tỏa, nên là người ta viết dưới dạng hiragana. Thì phần từ vựng này cũng không có quá nhiều từ khó, có một số từ đã từng được học ở trong quyển Mimikara và một số giáo trình khác. Gọi là từ khó thì có một số từ tương đối lạ, ví dụ như là từ kaikyō này này, hay là từ jōchō nhá. Tiếp theo, chúng ta sang môn đai 3 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Jibun no shakudo mota hou ga ii. Hán tự là chữ xích và chữ độ. Đây, shakudo có nghĩa là thước đo hoặc là tiêu chuẩn, thì chúng ta xem từ nào phù hợp nha. Câu này là gì nhỉ? Bạn nên có cái tiêu chuẩn của gì đây? Của riêng mình, của bản thân. Số 1, Diso là lý tưởng. Số 2, Ishi. Hán tự là ý và tư, có nghĩa là cái suy nghĩ, cái ý tứ. Kijun là tiêu chuẩn, hán tự là cơ chuẩn, nghĩa là tiêu chuẩn này.
Và đây là C môn, là chuyên môn. Đúng đây phải là Kijun. Câu số 15. Wazurawashi shigoto yaru koto ni natte shimatta. Tôi đã được quyết định, đúng nhỉ? Tôi đã bị bắt làm cái công việc. Wazurawashi, cái này mà viết căn hán tự mọi người cũng sẽ biết ngay. Và từ này cũng là từ được hỏi khá là nhiều lần rồi. Wazurawashi. Hán tự là chữ phiền, đúng nhỉ? Có nghĩa là phiền toái, phiền hà, phức tạp. Thì từ nào sẽ đồng nghĩa với nó? Từ đầu tiên, tai kutsu na, có nghĩa là nhàm chán. Này giống từ tsumaranai, không đúng. Số 2 là mendo. Mendo na có nghĩa là phiền phức, rắc rối. Chính xác, đúng không nhỉ? Số 3 là kiken na là nguy hiểm. Và số 4, yoke na là thừa thãi. Không phải. Đi bằng nhá. Tiếp theo câu số 16. Ikeda-san ni wa aeta ga kanjin na hanashi wa dekinakatta. Các bạn lưu ý này, từ này đọc là kanjin nhá, không đọc là kanshin. Kanjin có thể là người ta sẽ hỏi lại trong phần cách đọc kanji đấy. Tôi đã gặp được Ikeda đấy, thế nhưng mà cái câu chuyện kanjin ấy, đấy là câu chuyện như nào, quan trọng đúng không? Nhưng mà chúng tôi chả nói chuyện được quan trọng với nhau. Những cái chuyện quan trọng thì chúng tôi không nói chuyện được với nhau. Thì từ nào đồng nghĩa với nó? Từ đầu tiên này, Kojin teki na là những câu chuyện riêng tư. Không phải. Yutai teki na là cụ thể. Số 3 là shosai là chi tiết. Và số 4 là jiuyo na. Đúng đây là 4. Từ kanjin cũng đã từng được ra trong các năm rồi. Như vậy là chúng ta chưa thấy từ khó trong đây, trong môn đài này. Câu 16 này. À, câu 17 này. Con siêu a shigoto ga hakadorimashita. Tuần này thì công việc nó hakadorimashita, hakadoru có nghĩa là nó tiến triển thuận lợi, trôi chảy. Thì từ nào đồng nghĩa đây? Số 1, jincho ni susumimashita, đúng không? Chỉ bằng nó diễn ra một cách, tiến triển một cách thuận lợi. Câu 2, ohaba ni okuremashita, nó đã rất là chậm. Không phải nhá. Jojo ni herimashita, nó dần dần giảm. Hay là kyugeki ni fuemashita, là nó tăng lên đột ngột, cũng không đúng. Câu 18. Shinjin no toki wa zutto shinbo shiteita. Hán tự đây là chữ tân và chữ bão, đúng không? Shinbo. Nhiều bạn thấy cái chữ này, thấy cái chữ tân này nghĩ đến cà rai hay là tsurai cay đắng thì nghĩ nó là kuro, có nghĩa là đau khổ. Nhưng mà simbo đây ấy, là ôm cay đắng, mang cay đắng, có cay đắng cũng ôm, cũng mang. Đấy, cái sắc thái của nó là như vậy. Thì nó phải là gì đây? Gaman, đúng không? Chịu đựng. Đúng đây phải là số 2 nhá. Cái lúc tôi còn là người mới ấy, thì tôi đã phải chịu đựng suốt. Đấy, tôi phải ôm cay đắng suốt. Kuro ở đây là gì nhỉ? Là khổ sở vất vả này. Shippai ở đây là thất bại. Và shinpai là lo lắng, không đúng. Câu cuối cùng. Kono chiho no shikitari ni tsuite hanashi o kita. Tôi đã nghe chuyện, đúng nhỉ? Về cái shikitari, về cái phong tục tập quán ở cái vùng này. Thì từ đồng nghĩa với shikitari là từ nào? Từ đầu tiên, các bạn có từ này đọc là mebutsu. Từ mebutsu này có nghĩa là đặc sản, giống từ tokusan ấy, hoặc là một cái đối tượng nổi tiếng nào đó. Kiko đang là số 2, phương án số 2 đây là khí hậu. Số 3 là gì nhỉ? Kanshu. Các bạn lưu ý nhé là nó là Kanshu. Nếu là shu cần ấy, chữ tập và chữ quán thì thông thường nó mang nghĩa là tập quán, thói quen của cá nhân. Còn lại là chữ quán và chữ tập. Đấy. Quán trước tập sau, Kanshu thì nó là phong tục tập quán của một vùng. Thì đồng nghĩa với lại Shikitari sẽ là Kanshu số 3. Số 4 là Rikishi là lịch sử, không phải. Chúng ta sang môn đai cuối cùng là môn đai khó nhất và cũng là môn đai chiếm nhiều điểm, một câu tận 2 điểm. Từ đầu tiên 20, chữ này là chữ giải và chữ ước, đúng không? Đấy, từ này đọc là kayaku. Từ này đã từng được ra trong đề N2 rồi các bạn nha. Nhớ không nhầm là năm 2016 hoặc 2017 gì đó. Từ này có nghĩa là hủy hoặc là chấm dứt, đúng nhỉ? Đấy, thông thường nó dùng với lại hợp đồng này, kayaku này. Các bạn hãy nhớ những cụm cố định này nhá. Hoặc là tài khoản này chúng ta không có dùng nữa, chúng ta muốn chuyển đổi, hoặc là bảo hiểm.
đang tham gia bảo hiểm thì hết tiền không tham gia được nữa, hoặc là từ yokin. Đấy, đây là dấu hiệu để chọn. Câu 1, Doro koji ga shuryou shita node sharyou no tsukodome o kayaku shita. Bởi vì cái việc thi công đường đã xong cho nên là đã hủy bỏ cái việc cấm xe đi lại. Tất nhiên cái bài này nếu mà dịch theo nghĩa không ấy, thì cái nào cũng hợp, nhưng mà một cái quy chế quy tắc đúng không mà chúng ta hủy, chúng ta không thể dùng cái từ kayaku này được, mà các bạn phải dùng từ gì? Kaijo nhé các bạn nhé, hán tự là giải trừ, có nghĩa là gỡ bỏ, hủy bỏ quy tắc quy chế. Câu số 2, Ansho bango nyuryaku shite doa no roku o kayaku shite kudasai. Hãy gì đây? Hãy nhập cái mã số vào và gì nhỉ? Và khóa cửa, à và mở khóa cửa đúng không? Và mở khóa cửa ra sẽ phải dùng từ gì đây? Kaijo, đây từ này nha các bạn nha. Mở khóa. Câu số 3 này. Taichō ga warui node tomodachi to shokuji ni iku yote kayaku shita. Bởi vì cơ thể không khỏe ạ, cho nên tôi đã hủy bỏ cái dự định đi ăn với bạn tôi. Đi với lại từ gì? Đi với từ yote thì chúng ta không được dùng từ kayaku, các bạn phải dùng từ canceru. Canceru này. Hoặc các bạn dùng từ tori kesu cũng được. Tori keshita. Như vậy chỉ còn lại đúng là 4. Yomba. Có dấu hiệu là hoken đây. Take no minaoshi o shite hoken o kayaku suru koto ni shita. Nhìn lại cái thu chi trong gia đình. Đấy. Tôi đã quyết định là hủy bỏ cái hợp đồng bảo hiểm. Đúng nhất. Câu số 21. Hơi bất ngờ là người ta cho cái từ này, nhưng có thể từ này sẽ là lợi thế cho các bạn người Việt đúng không? Chúng ta quá quen với từ này trong tiếng Việt rồi. Hán tự là tokusan, có nghĩa là đặc sản, và nghĩa của nó cũng giống như vậy luôn. Một cái đặc sản, một cái sản vật mà chỉ có thể sản xuất làm ra tại nơi đó các bạn nhé. Nó dùng với nghĩa như vậy. Và thông thường nó sẽ là các cái, có thể là các cái đồ ăn đúng nhỉ? Đồ ăn hoặc là các cái món đồ mà chỉ nơi đó có thể tạo ra sản xuất ra được. Các bạn xem cái yếu tố nào phù hợp với cái định nghĩa trên. Câu 1 này. これはあの監督の数々の作品の中でも特産の映画だと思う。Đây tôi nghĩ là bộ phim đặc sản trong số các bộ phim, trong số các tác phẩm, trong số nhiều tác phẩm của cái vị đạo diễn đó. Không ai nói là bộ phim đặc sản đúng không? Đây chúng ta phải dùng bộ phim gì đấy? Bộ phim đặc biệt. Các bạn có thể dùng từ tokubetsu na đúng nhỉ? Và các bạn muốn dùng một từ khác đi, các bạn dùng bộ phim đặc sắc thì sẽ là tokushoku nha. Đây là một danh từ cho nên là chúng ta phải dùng dạng là tokushoku ga aru eiga thì mới chính xác. Câu số 2, mura no tokusan no kiiro ringo o tsukatta ryori o gochisou ni natta. Nào. Câu này là gì đấy nhỉ? À, được mời đúng không? Được đãi cái món ăn mà sử dụng gì đây? Món táo đúng nhỉ? Đấy, cái món táo màu vàng là đặc sản của làng. Chúng ta thấy có là đặc sản của làng này và đây, món táo màu vàng. Một cái sản vật đặc biệt chỉ có ở vùng này. Hợp lý nhất phải là số 2, nhi bằng. Câu số 3. Kare wa waga kuni no tokusan no seikai teki na sakka senshu de kare no koto o shiranai hito wa inai. Anh ấy là vận động viên bóng đá tầm thế giới, đặc sản của chúng tôi. Không có ai là không biết anh ta. Cái này thì chắc chắn là không đúng rồi, đúng không? Nói về người. Cái này các bạn có thể sửa như thế nào? Các bạn có thể sửa nhiều cách. Có thể các bạn sửa theo kiểu như là anh ta nổi tiếng ở tầm thế giới nhé. Sẽ là seikai teki ni mo yume na. Đấy, anh ta nổi tiếng ở tầm thế giới. Câu số 4 này. Wagasha tok tokusan no gizutsu o ikashita shin shouhin o kaihatsu suru. Chúng tôi sẽ phát triển cái sản phẩm mới mà gì nhỉ? Mà vận dụng, phát huy cái kỹ thuật
đặc sản của công ty chúng tôi. Đối với kỹ thuật chúng ta không dùng, mà chúng ta phải dùng từ gì các bạn biết không? Cái kỹ thuật độc đáo đặc biệt đồ cư gì hay từ này. Như vậy đúng, đây là số 2. Tiếp theo câu số 22. Ở câu này thì từ này tương đối là khó. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể suy luận tôi là hỏi đúng không? Tôi là hỏi, sư mê đự là nhồi nhét, hoặc là các bạn dùng dưới dạng động từ phức, hỏi gì nhỉ? Hỏi dồn dập, hỏi liên tiếp, hỏi đến khi nào mà ra câu trả lời thì thôi. Đấy. Thì chúng ta xem cái ý nào nó mang sắc thái như thế nhá. Câu 1 này. Ishikawa san wa sugaku ga dekiru kara itsumo minna ni sugaku no mondai o toitsumerare teiru. Bởi vì Ishikawa ấy rất là giỏi môn toán, cho nên là lúc nào cũng bị mọi người hỏi những cái câu hỏi về môn toán. Nếu mà hỏi câu hỏi như này thì chúng ta sẽ không dùng cái từ này các bạn nhá. Đấy. Cái này chúng ta dùng từ bình thường thôi, đó là kiku. Kikarete. Hỏi bài thì không dùng từ thôi tsumeru. Cái từ thôi tsumeru này kiểu như là hỏi tới cùng, chất vấn, mang tính chất chất vấn về một vấn đề gì đó, không phải là hỏi liên quan đến bài vở. Câu số 2. Shinro ni tsuite hitori no hitori de thôi tsumete ita ga ryoshin ni soran suru koto ni shita. Tôi đã thẩm vấn một mình về đường đi cá nhân, tôi đã hỏi tới cùng. Chắc chắn là một mình thì không thể hỏi tới cùng được đúng không? Câu này phải là tôi đã nghĩ đúng không nhỉ? Này. Kangae. Kangaete. Tôi đã nghĩ một mình. Đấy, về cái con đường đi của mình. Thế nhưng mà rồi tôi cũng đã quyết định là trao đổi với bố mẹ. Từ này mới là từ phù hợp. Câu 3 này. Kodomo no koro kara hoshi o miru no ga daisuki de ima mo uchiu no nazo thôi tsume teiru. Từ khi còn nhỏ tôi đã rất là thích ngắm các vì sao. Ngay cả bây giờ thì tôi cũng hỏi những cái bí ẩn của vũ trụ. Không phải đúng không? Tôi cũng thì đây, tôi cũng kiểu như là tôi cũng muốn tìm tòi, muốn biết, muốn làm sáng tỏ đúng không nhỉ? Kiwamete. Đấy, đây nhá. Nó sẽ đi cố định với từ nazo. Từ này đọc là nazo, là bí ẩn này. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. Yon bằng là đáp án chính xác này. Yujin tachi kara doushite yakusoku o yabutta no ka to tôi tsumerareta. Tôi đã bị những người bạn hỏi chất vấn là tại sao lại gì nhỉ? Lại phá vỡ lời hứa, lại không giữ lời hứa. Đúng, đây phải là số 4. Yon bằng. Tiếp theo. Câu số 23. Đây là một từ của N2 nhé các bạn nhé. Kaishu. Án tự là chữ cải và chữ tu. Nó dùng để chỉ gì nhỉ? Chỉ việc sửa chữa, trùng tu các công trình, nhà ở hoặc là cầu cống, đấy, đường xá vân vân. Các bạn xem cái từ nào phù hợp này. Câu 1. Kao no ogisa ni awasete megane o kaishu shite morata. Tôi đã được sửa cho cái kính để phù hợp với lại khuôn mặt. Nào, kính thì chúng ta không dùng từ kaishu đối với lại một món đồ đúng không? Một món đồ chúng ta phải dùng từ gì? Shuri. Đây, chữ này, một động từ rất quen thuộc. Câu 2. Mondai no kaiketsu ni wa horitsu o kaishu shinakereba naranai. Để giải quyết các vấn đề ấy, thì cần phải chỉnh sửa pháp luật. Tất nhiên là để làm cái bài này chúng ta không chỉ cần biết mỗi nghĩa, bởi vì nếu mà dịch nghĩa thì cái nào cũng sẽ đúng. Hai là sai, bởi vì pháp luật chúng ta sẽ không đi với lại gì nhỉ? Pháp luật chúng ta sẽ không đi với từ này, mà pháp luật các bạn phải đi với từ kaise nha. Đây, cải chính. Từ này mới là từ chính xác này. Câu số 3. Taifu ni yotte koarete shimatta hashi o kaishu shiteiru. Chúng tôi đang sửa chữa cái cầu mà bị hỏng do bão, phù hợp đúng không? Đây là một gì nhỉ? Công trình. Đấy. Chính xác, hiện tượng là cái cầu. Câu số 4 này. Kono shiryo wa furui no de data o kaishu shite kudasai. Bởi vì cái tài liệu này nó cũ rồi, cho nên là bạn hãy thế này, bạn hãy cập nhật, bạn hãy làm mới dữ liệu. Đây chúng ta phải dùng từ koshin.
Đây nhá, nâng cấp làm mới. Như vậy là chữa được 4 từ thì thấy có từ số 22 là tương đối khó, còn lại những cái từ này không khó, đã từng gặp ở trong N2. Nhiều năm ấy, cái phần cách dùng từ này rất khó các bạn ạ, nó cho những từ mà không có trong các từ vựng N1 luôn. Tiếp theo chúng ta có câu 24 này. Teatsui, à từ này cũng tương đối là lạ với nhiều bạn đây. Teatsui có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tận tình chu đáo. Nó dùng để chỉ cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc gì đó dành rất là nhiều tình cảm cho đối phương. Nó hay đi với những từ như là từ motenasu này, tiếp đãi một cách tận tình, đúng không? Hay là gì đấy? Hay là taiyo này, đối ứng một cách tận tình, nhiệt tình. Hogo, đúng nhỉ? Bảo vệ này. Hoặc là từ kango, chăm sóc. Vân vân. Chúng ta cùng xem nhé, câu đầu tiên. Taisetsu na okeku sama ga irashatta no de teatsuku motenashita. Bởi vì một vị khách quan trọng đã đến cho nên là tôi đã tiếp đãi một cách rất là tận tình. Chính xác đúng không nhỉ? Hintou là motenashita. Đúng ở đây là ichi. Câu 2. Kousaten de okita kotsu jiko no jōkyō Kesatsu ni teatsuku setsumeshita. Đây chắc bị nhầm Hán tự rồi. Đây chắc là phải là jiko sự cố này. Đánh trừ âm nó sẽ ra cái chữ sự hạng, có nghĩa là cái hạng mục cảnh sát, đúng nhỉ? À, tôi đã gì đây? Tôi đã giải thích một cách tận tình cho cảnh sát cái gì đấy, cái tình hình tai nạn giao thông, đúng nhỉ? Xảy ra ở cái gì đây nhỉ? Ở cái ngã tư. Ở đây các bạn thấy có từ setsumeshita. Nếu là từ này thì chúng ta phải dùng từ giải thích như nào, tỉ mỉ chi tiết đúng không? Chúng ta không dùng từ teatsui được. Cái này phải dùng từ kuwashiku. Đấy. Hoặc là dùng từ shosai ni. Câu số 3. Kono shouhin wa koware yasui no de fukuro ni tsutsun de teatsuku hakonda. Bởi vì cái mặt hàng này nó dễ hỏng, dễ vỡ cho nên là hãy bọc vào túi và vận chuyển một cách cẩn thận, đúng không? Đây phải dùng từ cẩn thận, tene, đúng không nhỉ? Tene ni. Câu số 4. Neteru akachan wo okosanai yo ni doa wo teatsuku shimeta. Để không đánh thức đứa bé đang ngủ ấy thì tôi đã đóng cửa một cách tận tình, chắc chắn là không đúng rồi. Tôi đã đóng cửa một cách gì đây? Nhẹ nhàng, khẽ khàng đúng không? Shizuka ni. Từ cuối cùng. Dema. Dema. Từ này là gì đây nhỉ? Từ này là tin vịt, tin đồn thất thiệt. Đấy, giống dạng ua sợ đấy. Từ này là một từ mượn tiếng Đức các bạn nhé, không phải là từ mượn tiếng Anh đâu. Từ này có thể là sẽ là từ khó nhất ở trong cái môn đây này với nhiều bạn. Đây cả ngã demo nagashite watashi tachi wo damasou to shiteru. Một ai đó đã gì đây? Đã phát tán cái tin vịt và đang cố gắng là đánh lừa chúng tôi. Hợp lý đúng nhỉ? Hintou là nagasu. Đúng ở đây sẽ là ichi luôn nhé các bạn nhé. Thì với những từ lạ như này thì chúng ta chỉ còn cách là gì đây nhỉ? Chúng ta chỉ còn cách là dựa vào tâm linh thôi, hoặc là các bạn tìm được những cái câu khác, thay được từ khác vào. Còn câu nào không thay được thì khả năng cao câu đấy sẽ đúng. Đấy. Nếu không với dạng bài này thì chúng ta sẽ khó cách làm khác để có thể đúng được. Với từ vựng N1 người ta hỏi phạm vi rất là nhiều, buộc là các bạn sẽ có vốn từ cực kỳ rộng. Ngày trước là 10.000 từ và hiện tại là tăng lên 15.000 từ đấy. Người ta cho cái từ nào thì chúng ta không biết. Nên là nếu các bạn có thời gian thì hãy học thêm thông qua phim hoặc là sách vở, báo chí vân vân để tăng vốn từ nhé. Câu số 2 này. Kono kaiga wa dema de honmono wa shi no mizukan de mirareru miraremas. Cái bức tranh này là gì đó nhá. Còn cái đồ thật ấy, còn bức tranh thật thì chúng ta có thể ngắm được ở bảo tàng thành phố. Để có thể hiểu là bức tranh này là đồ gì đấy, đồ giả, đồ mô phỏng đúng không nhỉ? Thì chúng ta dùng từ nisemono. Đấy, thì khi đi thi các bạn
À, bỏ cái từ này có thể thay thế được. Chúng ta thay thế bằng từ này. Câu 3. Yamamoto sa wa toshiue da to omotte ita ga watashi no dema datta. Tôi cứ nghĩ là Yamamoto là hơn tuổi tôi, nhưng hóa ra đó lại là cái gì của tôi, đó lại là cái hiểu lầm, cái suy nghĩ sai lầm của tôi. Kanchigai đúng không nhỉ? Kanchigai nha. Câu số 4 này. Hitari de kichin to hanashiatte otagai no dema o toita. Hai người đã cùng nhau trao đổi, nói chuyện một cách cẩn thận và đã hóa giải cái hiểu lầm lẫn nhau thì mới chính xác. Hóa giải phải là hóa giải hiểu lầm đúng không? Gokai, chứ không phải là hóa giải tin vịt. Đúng nhất ở đây phải là số 1. Đó, thì chúng ta đã chữa xong cái đề từ vựng N1 này. Thì theo quan điểm cá nhân đấy, đề này nhẹ nhàng hơn so với lại một số đề các năm trước các bạn ạ. Bởi vì là cái số lượng từ mới hoàn toàn không nhiều. Có nhiều từ N2 trong đây. Đặc biệt là cái môn đai cuối mỗi câu 2 điểm có đến tận hai từ N2 là từ kaishu này và từ kaiyaku và từ tokusan có thể đoán được nghĩa. Đấy, nên là cái đề này mình đánh giá là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mà tất nhiên là các bạn sẽ cần phải học rất là nhiều, rất là kỹ thì mới thấy được cái sự nhẹ nhàng đấy. Cái gọi là nhận định là nhẹ nhàng đây là đúc kết qua quá trình học tập rất là lâu dài. Nên là cá nhân là vậy, còn mọi người thấy như thế nào thì mọi người comment ở bên dưới nhá. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video chữa ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Và các bạn hãy luôn luôn ủng hộ các video ở trên kênh YouTube Anh Sensei cũng như là các bài viết trên fanpage Anh Sensei. Và nếu các bạn có nhu cầu học trực tuyến tương tác online qua phần mềm Zoom để có thể vượt qua được những khó khăn trong kỳ thi trong khi tự học một mình thì có thể liên hệ theo các thông tin bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.